Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và trên thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đã diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, gạch đá ngột ngang phá hỏng một phong cảnh đẹp như tranh của Trung Quốc. Một con mương khô cằn là thứ còn sót lại của một con đập khổng lồ một thời ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc được tu bổ lần cuối vào 25 năm trước. Con đập đã bị lũ tràn qua vào tháng trước, gây ra thiệt hại to lớn, làm đường xá lụt lở, ruộng đồng ngập úng. Sự cố vỡ đập cho thấy sự lơ là khiến hồ chứa gánh chịu thảm họa. Nhưng có lẽ điều đáng lo ngại nhất là điều này cũng có thể xảy ra với một trong số khoảng 94.000 con đập cũ trên khắp Trung Quốc. Những con đập này có ở mọi lưu vực sông và đồng bằng. Hiện có mật độ dân số đông hơn nhiều so với khi đập mới được xây dựng. Ông Lu Qian, 81 tuổi sống ở làng Sajishi, gần nơi có tàn tích của con đập vỡ. Hơn nửa thế kỷ trước, ông từng tham gia xây đập. Chúng tôi không biết nó sụp như thế nào. Trận lũ rất dữ dội thật sự và chúng tôi chưa bao giờ thấy lũ lớn đến thế. Lần này lũ lụt thật sự khủng khiếp, nước tràn qua đập và thế là nó bị vỡ. Đập vỡ bởi vì mực nước quá cao, sau đó lũ quét vào làng của chúng tôi. Tôi chưa từng thấy ngập lụt như vậy trong đời, lớn lắm. Con đập được xây dựng vào năm 1965 bằng đất nệt và được thiết kế để giúp tưới tiêu cho các trang trại Sajishi. Hồ chứa có thể chứa lượng nước tương đương 78 bể bơi dùng cho Thế vận hội. Khi đập bị vỡ, truyền thông Trung Quốc không đưa tin. Nhưng trong chuyến thăm hồ chứa vào giữa tháng này, Reuters phát hiện ra rằng hầu hết chiều dài đập khoảng 100m đã biến mất. Không rõ liệu đợt mưa lớn vượt kỷ lục vừa qua có phải là nguyên nhân khiến đập bị vỡ hay không, hay đã có lỗi về thiết kế. Giới chức địa phương đã không trả lời yêu cầu bình luận. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể sẽ sớm đón một số cơn bão, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Lũ lụt là một phần của cuộc sống ở Trung Quốc và trong lịch sử nước này đã trải qua nhiều trận lụt nguy hiểm chết người. Nhưng các nhóm môi trường nói rằng biến đổi khí hậu đang khiến mưa lớn hơn và thường xuyên hơn. Chỉ riêng tại Quảng Tây, dữ liệu chính thức cho thấy cả lượng mưa và nhiệt độ trung bình tăng lên đáng kể trong 30 năm qua. Từ đó nổi lên câu hỏi liệu cơ sở hạ tầng của Trung Quốc có thể theo kịp biến chuyển chóng mặt của khí hậu hay không. Mỗi con đập ở đây đều đã trải qua khoảng 50 năm. Ngay cả nhà ở thì qua 50 năm dĩ nhiên cũng có nguy hiểm. Nếu bạn không sửa chữa và bảo vệ thì các con đập sẽ không thể tồn tại lâu. Hàng ngàn con đập như thế này được xây dựng vào những năm 1950 và 1960 trong giai đoạn lãnh đạo của cố chủ tịch Mao Trạch Đông nhằm chống hạn hán trong thời kỳ xã hội công nghiệp. Nhưng hơn nửa thế kỷ sau, không rõ liệu các con đập có thể trụ lại được bao lâu. Một quan chức Trung Quốc tự phát biểu vào năm 2006 rằng nhiều đê nước đã sụt tại hơn 3.000 hồ chứa trong 50 năm qua do chất lượng không đạt chuẩn và quản lý kém. Nhận thức được rủi ro, nhà chức trách cho biết họ đang cho củng cố và nâng cao những con đập cũ, đẩy mạnh rà soát và lên kế hoạch xây đập mới với khả năng trữ nước lớn hơn. Nhưng chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi liệu các con đập ở Trung Quốc có thể kìm hãm được thảm họa và bảo vệ kế sinh nhai của hàng triệu người dân ở hạ lưu hay không. Quan chức Trung Quốc bị bắt vì giấu số người thương vong trong lũ lụt ở Hà Nam. Thưa quý vị, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc hồi tháng trước đối mặt với một trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua. Những cơn mưa xối xả kéo dài khiến nước sông dâng cao. Tại thành phố Trịnh Châu, lượng mưa lên đến 600mm trong 3 ngày, tương đương mức trung bình của cả năm trước đó, nhấn chìm các ga tàu điện ngầm và một đường hầm xuyên thành phố. Tờ The Guardian hôm vừa qua dẫn một thông báo của chính phủ Trung Quốc cho biết một cuộc điều tra về thảm họa đã được tiến hành. Giới chức Bắc Kinh xác định một số quan chức chính quyền cấp tỉnh và cấp địa phương đã vô trách nhiệm để lại hậu quả nghiêm trọng. Các quan chức tỉnh Hà Nam được xác định đã giấu 139 ca tử vong, trong đó 75 trường hợp ở thành phố Trịnh Châu. Các quan chức địa phương được yêu cầu thông báo về số lượng thương vong hàng ngày khi trận lụt xảy ra, nhưng họ đã cố tình che giấu hoặc chỉ hoãn báo cáo 6 người chết và mất tích. Đến nay, 97 quan chức đã bị kỷ luật, trong đó có 8 người bị bắt giữ. Bí thư Thành ủy thành phố Trịnh Châu, ông Hứa Lập Nghị và cấp phó ông Ngô Phúc Dân đã bị cách chức. Theo Tân Hoa Xã, trong 7 ngày bị lũ lụt có tới 398 người thiệt mạng hoặc mất tích do lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, cao gấp 3 lần con số được công bố ban đầu. Hơn 14,53 triệu người ở 150 khu vực cấp huyện bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và hơn 30.000 ngôi nhà bị sập.
Thưa quý vị, hãng Reuters vừa qua đưa tin một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra tại khu vực phía đông nam, ít người ở trên đảo Đài Loan, dẫn đến cảnh báo nguy cơ sóng thần. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra tại huyện Đài Đông phía đông Đài Loan vào 13h19 theo giờ địa phương, tức 12h19 phút theo giờ Hà Nội. Trong đó, tâm chấn của trận động đất nằm ở 23,09 độ Vĩ Bắc và 121,27 độ Kinh Đông, ở độ sâu 12 km. Tuy nhiên, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu lại cho biết trận động đất này có độ lớn 6,5 độ Richter. Theo Cục Thời tiết Đài Loan, sau khi xảy ra động đất có độ lớn 6,5 vào lúc 20h47 phút theo giờ địa phương, tối ngày hôm qua ở huyện Đài Đông, khoảng 47 dư chấn đã được ghi nhận. Trong đó có dư chấn độ lớn 5,3 xảy ra vào lúc 22h35 phút. Được biết, động đất và dư chấn đã kéo dài, việc sập tường, mất điện, vỡ đường ống nước, sập trần. Hiện các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng đã hoạt động trở lại bình thường và chưa có báo cáo cho thấy thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng do động đất. Kính thưa quý vị khán giả, từ xưa đến nay, khi nhân loại xuất hiện đại nạn, thông thường đều có những dị tượng xuất hiện để cảnh tỉnh thế nhân. Những năm gần đây, hàng loạt những bức tượng thần Phật trên thế giới đều đã rơi lệ. Vậy điều gì đang chờ đợi thế gian con người? Câu chuyện Nước mắt hoa sen kể rằng, trong một lần vây chiến, một binh sĩ đang muốn dùng súng bắn chết một vị Lạt Ma lớn tuổi. Vị Lạt Ma ấy đã nói với binh sĩ đó rằng, cậu có thể chờ một chút được không? Vị binh sĩ đó đã nói, sớm muộn cũng phải chết, tại sao phải chờ chứ? Lời của binh sĩ này còn chưa nói xong, vị Lạt Ma đã bay lên không trung. Bay lên đến mấy trượng, một lúc sau lại rơi xuống. Khi rơi xuống đất, chân ông lại ngồi trong tư thế xếp bằng. Thì ra ông đã tiến nhập vào trong định, thần thức rời thể xác mà viên tịch rồi. Vị Lạt Ma ấy vì sao phải tọa hóa ngay lập tức vậy? Trong kinh Phật có ghi chép rằng, kẻ giết A-la-hán hay làm thân Phật chảy máu đều sẽ bị đánh vào vô gián địa ngục. Vị Lạt Ma này thương xót cho vị binh sĩ muốn giết ông vì để tránh cho y tạo phải ác nghiệp, thà rằng kết thúc cuộc đời của mình sớm hơn. Giọt lệ ở khóe mắt ấy chính là giọt sương đẹp nhất trên cánh hoa sen. Tin rằng rất nhiều người nghe xong câu chuyện này đều sẽ cảm động bởi tâm tử bi của vị Lạt Ma đắc đạo này. Nhưng sau khi chảy nước mắt xong, tâm trạng người ta lại trở nên nặng nề. Trước hết chính là cảm thấy thương xót cho người lính này, dẫu rằng vị Lạt Ma đó viên tịch trước, khiến cho y tránh được đại tội giết Phật. Nhưng trên thực tế, đại tội giết Phật trong tư tưởng niệm đầu của y sẽ không được miễn. Bởi vì người lính này nhất định là con rối chịu sự mê hoặc của thuyết vô thần mà đi theo kẻ ác giết hại người vô tội. Nếu không, tại sao ngay cả cao tăng đắc đạo cũng trở thành đối tượng tàn sát của họ? Dẫu cho lần này không có giết chết vị Lạt Ma ấy, nhưng cũng khó tránh khỏi việc không đi giết hại một vị Lạt Ma khác nữa. Vậy nên nói rằng, nếu như người lính này không nhận thức được tội lỗi của bản thân, thành tâm sám hối, tương lai nhất định cũng sẽ phải xuống địa ngục. Ở những quốc gia có tín ngưỡng, dẫu là trộm cướp cũng không dám xông vào tu đạo viện trộm cướp. Ở trên phố cũng không dám thô bạo với mục sư và tu nữ, càng không nói chuyện giết hại sứ giả của thần. Bởi vì đám cướp cũng tin rằng giết Phật, phỉ báng Phật sẽ phải xuống địa ngục, là tội lỗi không được tha thứ. Có thể thấy những người bị vô thần luận mê hoặc là đáng sợ và đáng buồn biết nhường nào. Câu chuyện này đã ghi lại giọt lệ từ bi của Phật sống. Trong lịch sử cũng có ghi chép lại những bức tượng của thần Phật rơi lệ kinh thành Lạc Dương và Bắc Ngụy vào thời Nam Bắc Triều. Có một ngôi chùa tên Bình Đẳng. Trong chùa có một bức tượng Phật lớn cao đến 2 trượng 8 thước, khoảng 9,3 mét, rất trang nghiêm. Vào trung tuần tháng 12, năm Hiếu Xương thứ 3, đời vua Hiếu Minh Đế, tức 500 năm 27, hai mắt của tượng Phật không ngừng chảy nước mắt, trên dưới thân thể đều ướt nhẹp. Tin tức truyền ra, nam nữ già trẻ trong thành Lạc Dương đều tranh nhau chạy đến xem. Trước chùa Bình Đẳng, người đông nghìn nghịt, có một vị hòa thượng dùng một tấm khăn lụa sạch lau nước mắt cho tượng Phật. Chỉ trong nháy mắt, tấm khăn lụa đã ướt đẫm, liền đổi sang một tấm khác. Lại dùng không được bao lâu, tấm khăn bị ướt đẫm lần nữa. Nước mắt tượng Phật chảy ra, không kể là lau như thế nào, cũng đều lau không hết. Cứ như vậy, tượng Phật cứ mãi chảy nước mắt suốt 3 ngày mới dừng lại. Tháng 4 năm sau, Nhĩ Trù Vinh dẫn quân tấn công thành Lạc Dương, hơn 2.000 vương hầu bá quan bị giết chết, người dân tử thương nhiều không thể tính đếm. Tháng 3, Vĩnh An thứ 2, năm 529, Hiếu Trang Đế, tượng Phật này lại bắt đầu chảy nước mắt, người dân kinh đô lại dồn dập đổ xô đến xem.
Đến tháng 5, Bắc Hải Vương Nguyên Hạo dưới sự giúp đỡ của nhà Nam Lương đã dẫn binh tiến đánh Lạc Dương, Hiếu Trang Đế bị buộc phải lui về phía Bắc đến Sơn Tây. Mãi đến tháng 7, Bắc Hải Vương đại bại 5.000 người dân vùng Giang Hoài mà ông thống lĩnh đều đã trở thành tù binh, không có một người nào trở về được. Năm thứ 3 Vịnh An, năm 530, tượng Phật này lại rơi nước mắt bi thương giống như trước đây. Đã có kinh nghiệm của hai lần trước đó, mọi người thấp thỏm không yên, lòng như lửa đốt, không còn có tâm trạng đi xem nữa. Đến tháng 12, Nhĩ Chu Triệu lại tiến đánh Lạc Dương, Hiếu Trang Đế bị bắt đến Tấn Dương, Sơn Tây, sau đó đã bị giết chết, dẫn đến việc cung điện thành Lạc Dương trống không, 100 ngày không có hoàng đế chủ trì chính sự. Tượng Phật sau mỗi lần rơi nước mắt, vùng đó liên xảy ra thảm họa. Có thể là giác giả Từ Bi đã nhìn thấy được kiếp nạn trong tương lai và thông qua hình thức này đã đưa ra lời cảnh tỉnh đối với con người trong mê. Không chỉ có một mà thôi, hiện nay các nơi trên thế giới cũng đều đã xuất hiện một lượng lớn sự kiện các bức tượng thần Phật chảy nước mắt, thậm chí là chảy máu. Ngày 31 tháng 10 năm 2015, bức tượng Đức Mẹ Maria trong giáo đường Thiên Chúa Giáo ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã khóc chảy nước mắt. Hàng mấy nghìn người đã nhìn thấy kỳ tích này. Theo hãng AP đưa tin, vào cuối tháng 11 năm 2005, bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria tại San Clemente, California, Mỹ đã rơi lệ. Thậm chí, những giọt nước mắt ấy còn giống như những giọt máu tươi. Ngày 2 tháng 2 năm 2007, kênh truyền thông FTV News Channel đã đăng tin một bức tượng trong một giáo đường ở Texas, Hoa Kỳ, ngay trước mặt hàng mấy chục giáo hữu lại chảy nước mắt giống như thủy tinh, hơn nữa đã khóc hơn nửa giờ đồng hồ. Ngày 2 tháng 3 năm 2011, bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát trong chùa Thanh Lương ở ngoại ô phía tây thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam chảy nước mắt không ngừng. Tại sao mấy năm gần đây, tại các nơi trên thế giới đều lần lượt xuất hiện sự kiện những bức tượng thần khóc chảy máu và nước mắt như vậy? Thần Phật rốt cuộc đang nhắc nhở chúng ta điều gì? Liệu trong tương lai sẽ xảy ra kiếp nạn như thế nào đây? Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.